Trung xin chào tất cả anh em nhé. Trung lại lên thêm một cái video giới thiệu với anh em cái mâm này của cùng cái con xe ngày hôm qua Trung đi rã đấy. Đây cái mâm 03 nhé anh em, một loại mâm quen thuộc. Đây là tên nợ nhé. Đang để ngược cái điện thoại này. Đấy. Cứ quen gọi là mã số các thứ thì Trung không có rành cái cách đọc mã số nên cứ quen thuộc gọi là mâm 03 thôi. Sẽ sử dụng trên mấy cái con Cobenco đấy. Cobenco đời thấp đấy. Loại đời mâm này thì nó rất là dày luôn. 81, đường kính là 81, đường kính ngoài là 81 nhé nè. Trung đo chính xác đây. Mà hầu như là mâm 03 nào cũng 81 hết. Tình trạng thì để dưới đất như thế này để quay video. Mâm thì Trung còn có 03 mới về được đúng cái này thôi. Dày 7 phân này. Loại đời mâm này nó rất là dày luôn. Cái dàn răng thì tuyệt vời nhé em. Nói chung quay trọn một vòng luôn nhé. Đây, cái đường kính trong trừ răng này, không có tính răng nhé. Là 58 này. Đây, 58 nha. Đường kính trong mà chỗ có răng nha. Trên đỉnh răng này là khoảng 54,8 nha. Khoảng đấy. Cái số răng thì chưa có đếm nữa. Bỏ đây đi. Bảy mươi răng nhé. Trung làm dấu đấy, rất là dày nhé, mâm rất là dày. Cái số lỗ của nó bên kia thì không có lật qua nổi luôn này, anh em để đấy. Hai mươi lỗ nhá, chắc là ngoài cũng tầm 20 thôi. Mâm cái đầu rơ của nó là không đáng kể nha nè. Thử lấy xà beng xeo rồi nhảy lên nhảy xuống tầm vài gem thôi, rất là ít luôn, nói chung rất là ít. Mâm cực kỳ ngon nha. Anh em xem có ứng dụng thay làm chế mâm quay hay hoặc là thay thế vào xe cuốc làm mâm xe cẩu gì đấy, cái loại này thì nó dày cực kỳ dày luôn. Những anh em mà đang là ngày trước thì anh em thường dùng cái mâm này để lên cho những cái con cẩu 6 tấn này, 5 tấn, 6 tấn, 8 tấn này. Đặc biệt có một số anh em ghét lên cận cả 1.200 nó vẫn còn chịu nổi nhá. Nhưng mà thật ra thì cái loại này thì anh em dùng tốt, dùng bền ở chắc tầm khoảng 6 đến 8 tấn thôi. Ghét cho cẩu 6 đến 8 tấn thì ổn, cao hơn không ổn đâu, cao hơn nó nhanh bào bi lắm. Loại này thì bi rất là lớn luôn nha. Đây, lỗ vào bi này. Đây, lỗ vào bi nha. Mâm nó dày, lỗ vào bi nó cũng lớn luôn. Trung có cái món hàng đơn giản giới thiệu với anh em cũng đơn giản như vậy. Anh em xem có đúng nhu cầu sử dụng thì liên hệ nhé. Mâm nhỏ, mâm 03 thì Trung còn cái vừa quay thôi. Còn những cái mâm khác, mâm lớn hơn thì còn trên đây còn khá là nhiều, mười mấy cái này. Nhưng mà nó toàn là mâm lớn thôi. Mâm lớn thì không có mâm nhỏ nha. Để coi, mâm nhỏ. À, bên đây còn được, còn cái mâm này thì bán rồi khách còn gửi lại, còn hình như còn được cái mâm 1.5 nữa. Trung bỏ đâu đấy, để mâm 1.5 mà xấu rồi để làm mâm chế đây. Rồi Trung kết thúc video, Trung cảm ơn em đã xem video nhé.